Tập 5. Núi Thanh Thủy trong thôn Thanh Thủy địa hình phức tạp, nếu lên núi nhất định phải nhờ người bản địa dẫn đường. Cậu đẹp trai đang dọn phòng hả? Phải rồi, đây là hoa quả chào mừng của chúng tôi, tôi mang vào cho cậu nha. Nhiều đồ thế này gọn gàng quá đi, để đây nha. Cảm ơn cô. Đừng khách khí. Cậu đặt phòng chỗ chúng tôi hẳn một tháng lận mà, tôi nên cảm ơn cậu mới đúng. Cô khách khí quá rồi. Nếu trong phòng có thiếu gì thì gọi xuống lễ tân nha. Số điện thoại là 502. Dễ nhớ lắm. Dân. Cậu đẹp trai, cậu từ đâu đến vậy? Cậu ở đây một tháng là để du lịch hay sao? Thực ra thôn chúng tôi hơi nhỏ. Cháu không phải. Vậy là thất tình đến cho khuây khỏa hay sao vậy? À, chắc chắn là không phải ha. Nho này là đặc sản chỗ chúng tôi, cậu nếm thử xem có thích không nhé. Đẹp trai đấy, nhưng tiếc là hình như không giỏi ăn đói. Cô à, cảm ơn cô. Được, được, được. Thế cậu làm gì thì làm đi. Làm đi. Làm đi, làm đi. Làm đi. Đây, đây, đây. Đây là gì vậy? Đám đồng đội này đúng là... Trên đời còn có chuyện trùng hợp như vậy nữa hả? Cậu đẹp trai trên lầu cũng học đại học Hoa Quan. Nhìn bóng lưng này đi. Mau qua đây xem đi, xem đi. Giống y đúng hay không? Con nhìn kỹ đi. Các dấu hiệu nhỏ này có thể chứng minh khả năng người này là bạn trai của Tiểu Mỹ rất cao đó, đúng hay không? Mẹ ơi, hồn quân toàn phán án như mẹ đó. Coi thì hiểu cái gì. Lão ngu, đừng chơi nữa, qua đây. Ông xem đúng hay không? Tôi thấy không giống. Tiểu Mỹ bảo rồi mà, bạn trai nó là giáo sư. Tầm này giáo sư phải 40 trở lên mới phải. Bà nhìn đi, thằng nhóc này cũng mới ngoài 20. Sao có chuyện như vậy được? Ông thì biết gì chứ? Tránh ra. Sơ Lốc Phùng đang hành động. Được rồi, được rồi. Năm 1993, thế năm nay bao nhiêu? 29. Vậy không đúng, có hơn Tiểu Mỹ được mấy tuổi đâu. Bây giờ Tiểu Mỹ chưa làm được gì hết. Chắc không phải đâu ha. Mẹ, mẹ muốn biết thật thì lên hỏi đi. Sao mà được, nếu không phải thì sao? Đến lúc đó người ta sẽ bảo chúng ta phiền phức đó. Bây giờ chúng ta đang cố gắng lên top, có đánh giá tệ là hỏng lắm luôn đó. Vậy nếu như không sai thì sao? Thế thì là người ta có kế hoạch khác. Địch nằm yên ta cũng nằm yên. Nằm yên xem động tĩnh. Chào mọi người. À, xin chào, xin chào. Có chuyện gì thế? Xin hỏi thôn chúng ta có ai thành thạo địa hình núi hay không? Thôn chúng tôi, cậu xem, hoặc là làm vườn quả, hoặc là trồng chè, và cơ bản là toàn hoạt động ở chân núi. Cậu trên núi thì chỉ có nhóm lão Trương, hay lên núi hái thuốc là quen thôi. Đúng rồi, đúng rồi, thế này nhé. Tôi vẽ cho cậu. Ra khỏi cửa này thì cứ đi tiếp về bên trái. Đây là quỹ ban thôn. Qua quỹ ban thôn, bên này có một vườn trà. Đi thẳng tiếp. Trương Thủ Nghĩa, nhà lão Trương. Nhà họ dễ tìm lắm. Tường trắng, đại khái là như vậy đó. Cảm ơn ạ. Này cậu, cậu lên núi làm gì thế?
Trên núi chẳng có gì vui đâu. Tháng trước đại Mỹ vừa đi, toàn cỏ với cỏ thôi. Tớ đi tìm cỏ mà. Tìm cỏ? Hai người nghĩ xem, lần trước tiểu Mỹ nói bạn trai đó học cái gì đấy? Trồng cỏ. Mẹ, dù không dám hỏi người ta thì cũng phải dám hỏi chị con chứ. Cái ốc hạt nho của con cũng có lúc sáng suốt đấy. Giờ mẹ sẽ hỏi chị con luôn. Mẹ biết tên rồi bà đúng không? Tiểu Mỹ à. Alo mẹ, chuyện gì vậy? Mẹ hỏi con, bạn trai của con tên gì vậy? Mẹ hỏi cái này làm gì? Làm sao đấy? Bảo bắt đầu mà sao ngồi yên vậy? Ơ kìa, mẹ quan tâm đến con mà. Con đang ở đâu vậy? Sao mà ồn quá vậy con? Con đang tham gia hội thảo học thuật ở trường. Mẹ ơi, con không nói nữa nha, sắp đến lượt con phát biểu rồi. Cứ vậy nha, bye bye. Được được. Nguy hiểm quá đi, chứ không nghe thấy đâu nhỉ. Tôi nói này chân dài, làm sao đấy? Hét mấy tiếng rồi không nghe thấy hay sao? Chắc là do chị chân dài ở trong mascot nghe không rõ đó. Tại tôi suy nghĩ không chu toàn, hot girl toàn chụp trong studio, đến chỗ đồng ruộng thế này là dị ứng ngay. Sau này tôi nói to hơn nhé. Không phải đâu, đạo diễn à, tôi xin lỗi, làm mất thời gian của mọi người. Chúng ta tiếp tục đi. Được. Ánh sáng chú ý, cố lên nha. Ấp à ấp úng, thần thần bí bí, chắc chắn là có vấn đề. Có vấn đề gì cơ? Mỗi lần nhắc đến bạn trai, nó không cướp máy thì đánh trống lảng. Đến tận bây giờ, ngoài thông tin bạn trai đó là giáo sư và một tấm hình bóng lưng, thì đến tên cậu ấy chúng ta cũng không biết. Chắc chắn là có vấn đề. Sơn Lốc Phùng, vụ này phải phá thế nào đây? Ra tay từ cậu đẹp trai trên lầu. Ra tay. Nào, bắt đầu. Bông tẩy trang có thêm tinh dầu tràm trà, mang lại cho bạn cảm giác tự nhiên hơn. Dừng, không đủ thấp. Có thể làm ra cảm giác hòa với tự nhiên được không? Lại nha. Chuẩn bị, mở máy, quay. Bông tẩy trang có thêm tinh dầu tràm trà, mang lại cho bạn cảm giác tự nhiên hơn. Cắt, chưa đủ thấp, lại đi. Bông tẩy trang có thêm tinh dầu tràm trà, cắt, tư thế chưa đẹp. Thế này còn chưa được nữa hay sao? Tôi thấy được rồi mà. Bắt đầu. Bông, cắt. Đạo diễn Lâm làm sao thế nhỉ? Nghe nói giống là đạo diễn Lâm không nhận cái quảng cáo này đâu. Nhưng mà ngôi sao muốn dùng đạo diễn riêng của mình nên đành phải nhận cái này. Thế là khó tính thôi. Vô lý thiệt chứ. Không sao không sao, không cần, lại đi. Nào, lại lần nữa nha. Bông tẩy trang có thêm tinh dầu tràm trà, cắt. Bông tẩy trang có thêm tinh dầu tràm trà, cắt. Bông, cắt, cắt, cắt. Bông tẩy trang có thêm tinh dầu tràm trà, cắt. Chỉnh lại cái này đi. Được. Đây là cái gì vậy? Ngôi sao nhỏ của quảng cáo đấy. Ngôi sao nhỏ, được. Amanda, vừa rồi tôi nhìn thấy lúc vừa đội mũ, đúng là trông quen thật đấy. Có phải là con bé tên gì ấy nhỉ? Sắp nói ra rồi, lại không nhớ ra được. Đáng sợ quá đi mất. Ai bảo mình hết thời. Nổi tiếng quá trời luôn đấy. Đội mũ rồi mà còn bị dân làng nhận ra nữa. Chị Phượng.
đúng rồi, chính là chị Phượng. Nào nào, diễn viên thấp xuống tí, thấp xuống tí. Nào, được rồi, chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Bà nhé, phong cảnh ở đây đẹp lắm. Đương nhiên, làm sao mà so được với lại Maldives. Nhưng mà không sao, anh em đợi đi. Đợi anh đây xử xong giáo sư, sẽ đi gặp anh em. Thôi cướp máy nha. Đạo diễn Lâm này quá đáng quá thể mà. Có mỗi một cảnh thôi mà quay đi quay lại từng đó lần. Thì làm đạo diễn mà, nên người ta theo đuổi nghệ thuật mà. Theo đuổi nghệ thuật gì chứ? Anh ta định cao diềm thấp, ném đá xuống giếng, trút giận lên chị. Chị lại không biết anh ta có ý gì chắc. Thế mà chị còn, kệ anh ta đi. Chúng ta làm gì của chúng ta là được rồi. Không thể nào để cho người khác mắc lỗi được. Nhận tiền là làm việc, kinh nghiệm là tối thiểu nhất. Anh ta soi của anh ta, chúng ta phải làm anh ta không có gì để soi. Lát nữa chúng ta quay tổng thể chỗ này một lượt, cả bên này nữa. Mỹ nhân nghỉ xong chưa? Vừa mới nghỉ có 2 phút. Anh ta không say nắng được nên không sợ đấy. Không sao không sao. Tới đây còn chẳng chuẩn bị nước cho chị. Chị quay đi, em đi mua nước. Cả bên kia nữa, tôi thấy cũng đẹp. Mọi người khẩn trương lên, chúng ta sang bên kia đổi góc khác nha. Đạo diễn à, trà chỗ này chưa hái, lúc chuyển đạo cụ mọi người có thể cẩn thận một chút không? Ô hay, chúng tôi cẩn thận kiểu gì? Bao nhiêu đạo cụ với máy móc, không mang sang làm sao quay được? Chúng ta tiếp tục. Đạo diễn Lâm, vậy có thể cho tôi vài phút được không? Tôi hái, lát nữa mọi người di chuyển đạo cụ thì chú ý một chút xíu là được. Khu này chúng tôi đã bao rồi. Cô có lòng tốt là chuyện tốt, nhưng mà cũng không thể để cả đoàn phải theo cô được, đúng không? Mọi người không cần làm gì hết, canh cứ làm việc của anh đi. Để tôi hái là được rồi. 20 phút thôi, cho tôi 20 phút. Bảo đảm, bắt đầu quay đúng giờ. 20 phút, tính giờ. Không ngờ mình vẫn thành thạo thế. Không sao chứ? Không sao đâu. Cho cô cái này. Cảm ơn. Để tôi giúp cô nha. Anh đẹp trai, anh từ thành phố đến đúng hay không? Anh hái chè thành thạo quá đi. Tôi học thực vật học, không ngờ cũng có ngày được ứng dụng. Lại là thực vật học nữa. Ngành này hot thế từ bao giờ không biết. Ngoan ngoãn nằm đây nhé. Mai quay xong về nhà. Mai quay đồ thường đúng không? Mai chúng ta quay đồ thường sẽ nhẹ nhàng hơn đạo diễn à. Đạo diễn, cả ngày nay lúc thì đổi tên, lúc thì hái chè, vất vả quá ha. Vất vả thật đó. Hôm nay đạo diễn Lâm vất vả rồi. Tối anh nghỉ ngơi thoải mái nhé. Đi. Suốt ngày. Không sao không sao. Đưa túi cho em. Mọi người cũng như đạo diễn Lâm, ở khách sạn lớn tốt nhất trong trấn đi. Chị Mỹ Nhân à, hôm nay chị cao 1m8 luôn đó. Hào phóng thế này, cực kỳ xứng danh chân dài. Chủ nhà thì nên như thế mà, chứ không lại vào nhà trò Mỹ Nhân ở thì mình phải lừa mẹ rằng đây là tổ quay video tuyên truyền ở trường hay sao. Chị Mỹ Nhân à, chị không ở cùng bọn em sao? Kinh phí có hạn thôi, tiết kiệm được phòng nào hay phòng đó. Chị Mỹ Nhân, chị lừa em thôi. Lâu lắm mới về một lần. Nếu không về nhà, mẹ của chị sẽ lầu bầu đó. Em mau đi nghỉ ngơi đi. Mai gặp ha. Bye bye. Bye bye.
nhà trọ mỹ nhân, mình đến đi. Được rồi, được rồi, cảm ơn. Làm loạn cái gì? Nhà trọ mỹ nhân của chúng ta bây giờ mới là danh bất hư truyền. Con xem những cậu đẹp trai này đi, chị con mà ở nhà chắc chắn cũng thích kiểu này. Mẹ, chị có bạn trai rồi mà. Mẹ quên hả? À phải rồi, tại nó độc thân lâu quá, mẹ vung vào thành thói quen luôn. À phải rồi, phiền cậu lấy hành lý giúp tôi nhé. Dân dân dân, đi bao đi mau. Được rồi, đăng ký xong rồi. Tôi xin giới thiệu với cậu, căn phòng lớn nhất đẹp nhất của chúng tôi là phòng giường lớn hướng vườn dưới bóng cây, giá gốc 688 tệ. Bây giờ giảm giá 688 đúng không ạ? Thế cho tôi thuê 2 ngày. Tôi đang bảo bây giờ giảm giá xuống 288. 2 ngày thôi mà nhiều đồ như vậy hả? Mấy phun sương này thì không cần đâu. Ở đây khí hậu ẩm ướt, có khi còn cần máy hút ẩm cơ. À phải rồi, lát nữa cậu gọi chuyển phát, gửi cái này về giúp tôi. Sau đó đặt máy hút ẩm, tiền cứ tính cho tiền phòng. Dạ được, sẽ đặt máy hút ẩm cho anh ngay. À phải rồi, có phải ở đây có người tên Trang Vũ không? Xin lỗi, chúng tôi không thể tùy tiện tiết lộ thông tin của khách được. Thế là có rồi. Cậu này, cậu hỏi cậu ấy làm gì chứ? Dạ không có gì đâu, làm phiền cho tôi một phòng, xa phòng anh ấy nhất. Cậu đẹp trai, cậu về rồi hay sao? Không phải giáo sư Trang đây sao? Có duyên quá, ở đây mà cũng gặp anh. Có thù, đừng đi mà giáo sư Trang. Tôi đi ngàn dặm xa xôi, trèo đều lội suối đến đây, đều là vì anh đó. Tôi nhớ tôi từng bảo lão Lý rồi. Tôi đi nghiên cứu không dẫn theo sinh viên. Trùng hợp quá, tôi tốt nghiệp rồi, vừa thi đỗ hệ đào tạo sau đại học. Đỗ hệ đào tạo sau đại học rồi mà còn nhận làm giáo viên hướng dẫn được hay sao? Có nhận nhầm hay không thì anh tự nghe máy đi này. Tiểu Lữ à, cứ theo giáo sư Trang làm tốt nha. Tôi nói với cậu ấy rồi, cậu cứ yên tâm đi tìm cậu ấy. Còn bao giờ rảnh thì cậu bảo với ba về chuyện kinh phí phòng thí nghiệm. Cậu cứ bật hết bản ghi âm lên. Tôi cũng không đổi ý đâu. Được rồi giáo sư Trang, ngang dọc thế nào anh cũng không chịu, thì tôi nói thật với anh luôn vậy. Anh ký bản này cho tôi, tôi về có cái ăn nói với ba mẹ thì sẽ không phiền anh nữa. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ai cần gì lấy đó, tôi không làm hàng giả bao giờ. Anh bảo ai giả chứ? Đặt rồi đặt rồi, mấy hút ẩm loại mới nhất, chức năng hút siêu ẩm luôn đó. Tôi biết rồi, phiền cậu tiếp tục mang đồ vào phòng giúp tôi nha. Vâng. Gầu ghê đó. Vừa vừa phải phải thôi. Tôi biết là tôi rất đẹp trai. Ai bảo ông? Ông ngồi xuống cho tôi. Tôi bảo Tiểu Trang kìa. Ông nhìn người ta đi, trẻ thế mà đã là giáo sư. Nói không chừng đấy chính là bạn trai của Tiểu Mỹ. Ông xem, trường học đúng rồi, chuyên ngành cũng khớp luôn. Trên đời này lấy đâu ra chuyện trùng hợp như vậy? Đúng ha, sao lại trùng hợp như vậy nhỉ? Bật loa ngoài, bật loa ngoài đi. Alo, bà Phùng dạo này nhớ con lắm đúng không? Suốt ngày gọi cho con thế. Đúng là tuyệt vời, tuyệt vời quá đi. Tiểu Mỹ à, mẹ hỏi con, bạn trai của con bao nhiêu tuổi? Chắc là chưa đến 30. Sao vậy mẹ? Nghỉ hè con có thể dẫn cậu ấy về đây để cho ba mẹ gặp mặt không con? Lâu như vậy rồi con không nhớ mẹ. Không nhớ bánh hoa quế mẹ làm cho con sao? Không muốn xem mẹ con có phải ngày càng trẻ hơn hay không? Đương nhiên là con nhớ rồi. Anh ấy bận rộn lắm, cứ đến ngày nghỉ là anh ấy phải đến các vùng núi làm nghiên cứu, không có đi được đâu. Đúng là cậu ấy đấy. Thế con cũng phải về đây chứ con, đúng không nào? Con trực tiếp nói rõ với ba mẹ luôn đi. Để con nghĩ đã, dù sao con cũng đang rất bận mà. Alo, sao mà mẹ không nói gì hết vậy? Giận rồi hả? Được rồi, nói cho mẹ biết vậy. Anh ấy da trắng, mũi cao, tao nhã lịch sự. Mũi cao, đúng rồi còn gì, mẹ gặp cũng sẽ thấy đẹp trai. Mà hơn nữa, anh ấy còn là học giả Trường Giang trẻ nhất, người nổi tiếng trong ngành thực vật học, người dẫn đầu trong giới học thuật. Xin hỏi, chỗ của chúng ta có tiệm tạp hóa không ạ? Có, ra cửa rẽ trái lại đến. Cảm ơn. Sao bà giọng này nghe quen dữ vậy?
Mà này, có phải là cậu đói rồi hay không? Nhà chúng tôi có phục vụ đồ ăn bình dân, ngon lắm đó, đồ ăn gia đình. Mau đi đi, đi nấu cho cậu ấy ít món đi. Nấu ăn đi. Mẹ, mẹ đang nói chuyện với ai đấy? Mẹ có khách, tí nói sao nha con. Cảm ơn, không cần làm phiền cô đâu ạ. Được rồi, tạm biệt, tạm biệt. Quá là được đi chứ. Đẹp trai đó. Thôi xong rồi. Sao mà tên da dẻ đó lại ở đây? Ôi trời ơi, tên da dẻ hành động nhanh quá đi. Vừa bảo anh ta chỗ này có ngải hoa vàng trên Weibo, chớp mắt đã ở đây rồi. Thủy nghịch, chắc chắn là sao thủy nghịch hành. Mẹ ơi, con còn chưa lên kịch bản xong mà suýt nữa đã toan rồi. À không đúng, nói không chừng đây chính là ý trời để mình tương kế tự kế. Lần trước bảo cô điều tra chuyện máy trợ thính, có manh mối gì mới chưa? Loại máy trợ thính sau tai này được sử dụng rất rộng rãi, chuyên gia rất khó để dựa vào điều này để tìm ra thông tin người sử dụng. Nếu cận tổng có thể cung cấp thêm chút manh mối thì khả năng tìm ra người mất sẽ tăng cao hơn rất nhiều đó. Cận tổng à, lâu lắm rồi mới thấy anh có biểu cảm như thế này đó. Cũng đúng. Trên đời này làm gì có chuyện tôi không làm được? Là chuyện quan trọng lắm hay sao? Là người rất quan trọng. Đôi mắt này của tôi nhìn rõ quá nhiều chuyện. Cách mấy mét là tôi nhìn rõ được ai đó muốn gì từ ánh mắt của người đó. Tôi không nói có mục đích xấu, hai bên cũng có lợi là cơ sở của hợp tác. Nhưng cô ấy thì khác. Đôi mắt cô ấy trong veo như pha lê. Chỉ có thiện ý. Cô có hiểu không? Đây không phải là kiểu cô đã thành công khiến tôi chú ý hay sao? Sao cơ? Không có gì đâu. Nếu như có cơ hội gặp lại cô ấy, mình nhất định sẽ báo đáp thật tử tế. Cận tổng à, chiều nay vừa hay trống lịch, hay là tôi hẹn bác sĩ Trần giúp anh nha. Là thế này, chân trái của anh đã hơn nửa năm rồi chưa khám lại đó. Tôi là... Ngưng đi. Dân ạ. Đây có còn là nhà cũ của mình không vậy? Mấy năm không ở mà sao âm u dữ vậy nè?
Tối nay đành ở lại đây một đêm thôi. Làm sao đấy? Không, không phải là gặp bạn cũ thật đấy chứ? Không sao, không sao đâu. Người già trong thôn từng nói, nếu gặp bạn cũ, trên người sẽ bị phát ban ngứa vô cùng. Mà bây giờ mình rất ổn mà. Chị, tôi cũng là người từng ở đây. Mấy người đừng đến tìm tôi nha. Trang Vũ, bình thường Dương Anh múa vuốt ghê lắm mà. Sao vậy? Gió thổi tí đã sợ đến như vậy rồi hay sao? Ai? Ai sợ hả? Em nói anh nghe, đây là nhà cũ của Ngô gia. Đi, đi anh đi tham quan. Chỗ này đúng là đáng để tham quan. Em nói này giáo sư Trang, người ta bảo quá tam ba bận, chúng ta cứ tình cờ gặp mãi, nói không phải theo dõi chắc chẳng ai tin. Theo dõi cũng phải có trước có sau chứ. Đằng nào anh cũng đến rồi, hay là về gặp ba mẹ một chuyến luôn đi. Tôi gặp ba mẹ cô rồi. Sao anh biết đó là ba mẹ của em? Không đúng lúc lắm. Nghe thấy họ nói chuyện điện thoại với con gái. Tôi nghe nói nhà lâu năm không có người ở trong thôn. Dễ. Dễ cái gì? Dễ có bà Sơn Hổ. Anh làm em hết hồn mà. Cây bà Sơn Hổ hút côn trùng cũng gây tổn thương lên từng vách. Thì ra âm thanh đó là tiếng tường sập à. Hôm nay em mặc mascot cả ngày cho nên mới có. Giáo sư Trang, anh đột nhiên quan tâm đến em thế. Em không quen. Tôi cũng quen với cái kiểu ảo tưởng của cô rồi. Thật sao? Trang đại thần đẹp trai phóng khoáng, tinh thông vạn sự, bản tôn đã đến hiện trường rồi, sao có thể không cùng người ta về nhà diễn một vở kịch chứ, đúng không? Bản tôn cũng có thể có người khác mà. Mặc dù em cứ làm phiền anh suốt, nhưng mà anh giúp em tí cũng đâu có thiệt cho anh đâu. Anh nghĩ mà coi, sau khi về nhà anh nói anh là bạn trai của em, ba mẹ của em sẽ miễn phí tiền phòng cho anh. Tôi vẫn chưa nghèo đến mức phải bán thân. Tại sao nói là bán thân khó nghe quá vậy? Anh giúp em giúp anh, giá trị quan cơ bản 24 chữ. Cái này thuộc thân thiện. Rất thân thiện phải là thành thật chứ. Thì cũng không đến nỗi như vậy chứ. Đây cũng là lời nói dối thiện ý. Không đúng, không đúng, cũng không hoàn toàn là nói dối. Ít nhất trái tim yêu này làm bằng vàng 24K nguyên chất luôn đó, tuyệt đối không giả dối, vô cùng chân thực. Mình giả tạo quá thể luôn rồi. Xin lỗi nha, ngứa quá đi. Em đi tìm thuốc. Không có thuốc. Giáo sư Trang, anh có mang thuốc không? Người gì vậy không biết nữa. Đúng là không thể mong chờ gì được mà. Thank you.
Ai vậy? Là tôi, bạn cũ của cô đây. Lý Điềm Điềm, mau ra đây. Bây giờ mình không dọa được cậu nữa rồi. Giọng của cậu làm sao mà mình không nhận ra được hả? Tiểu Mỹ này, bây giờ cậu đúng là vô cùng thu hút. Cậu về chưa được bao lâu, trong thôn đã xuất hiện người hâm mộ rồi đó. Bóng lưng dài rộng, eo hẹp đấy, đúng là tuyệt vời hết sức. Không biết có phải bóng của một kẻ hấp dẫn người khác bằng bóng lưng không? Không phải là một người đàn ông mặc đồ thể thao đang chạy bộ chứ? Ôi thật luôn đó. Bây giờ cậu vừa theo đuổi Trang Vũ, vừa nuôi cả hồ cá luôn à? Đuổi theo về tận thôn để tặng quà. Xin lỗi khiến cậu thất vọng rồi, vẫn là một con cá đấy thôi. Tên trai vẽ kia có ý gì vậy chứ? Địa du, trị phát ban. Bắt đầu thực hành giá trị quan cơ bản 24 chữ. Nhanh như vậy hay sao? Cậu vừa nói ai cơ? Trang Vũ đó. Mấy ngày nay không gặp, mình đã bỏ lỡ gì vậy? Cậu mau nói đi, sao lại có duyên đi ngàn dặm gặp nhau thế? Cái này thì có gì mà khó. Hai người là duyên phận trời định, kiểu gì cũng thành công. Để mình. Cậu phải biết là kiểu nghĩ một đằng nói một nẻo của anh ấy luôn là dấu hiệu của bắt đầu rung động. Dẹp đi. Thế tại sao anh ấy không đồng ý giả làm bạn trai của mình hả? Thì theo mình nghĩ rằng, bình thường kiểu nam chính lạnh lùng này, có muốn đồng ý cũng không thể hiện ra đâu. Cậu phải cho anh ấy một bậc thang bước xuống. Cậu nói kỹ hơn xem. Có phải bình thường anh ấy luôn tỏ ra rất xa cách đúng không? Thế nếu anh ấy đột nhiên trở nên nhiệt tình, đồng ý với cậu, thì OOC quá còn gì? OOC là cái gì? Tức là sụp đổ hình tượng đó. Hình tượng không thể sụp, cho nên cậu phải cho anh ấy một lý do để đồng ý. Hình như nghe cũng có lý ha. Đường trưởng lão có lạnh lùng thế nào đi nữa cũng không thoát được ngũ chỉ sơn của mình. Đến lúc đó nhớ livestream hiện trường cho chị em tốt nghe chưa? Không cho. Chẳng lẽ chúng ta vốn không có duyên, chỉ là tôi cố chấp? Đại Mỹ, qua đây. Con bảo hôm nay Tiểu Trang mặc bộ đó có phải trông giống y như trong ảnh hay không? Mẹ, đã gọi Tiểu Trang rồi hay sao? Thân mật dữ vậy. Con thì biết cái gì? Có khi sau khi xác nhận xong, mấy hôm là con cũng phải đổi xưng hô luôn đó. Theo tôi thấy, đừng cứ xăm soi chuyện riêng tư của Tiểu Trang nữa. Nhớ sai thì sao? Mấy hôm nữa Tiểu Mỹ về là biết hết thôi. Đúng vậy đó. Ba, sao ba cũng gọi Tiểu Trang rồi? Tiện miệng. Còn phải đợi lâu như thế, tôi có đợi nổi hay không? Trời sắp mưa rồi, mẹ phải hỏi thôi. Nói hay lắm đó. Tiểu Trang, máy sửa xong rồi, cứ dùng đi nhé. Tiểu Trang, cô thấy cậu đẹp trai như vậy, chắc cô hỏi câu này cậu không để bụng đâu ha. Cậu có bạn gái chưa? Cô, câu này cô hỏi tôi là được. Tôi hiểu rõ giáo sư Trang lắm. Anh ta một lòng đam mê học thuật, không cần nữ sắc. Tôi nói không sai chứ giáo sư Trang? Giáo sư Trang, tôi trả lời hay thế, hay là anh ký cho tôi một chữ đi? Tôi không dạy ngành dẻo miệng. Sao mà khó nói chuyện dữ vậy? Cô à, cô định giới thiệu con gái cho anh ta hả? Nghẹn đó. Sao cậu biết được? Cậu nói không đúng nha. Con nói rồi mà, không phải người ta. Nói gì mà nói, con đấy, mau đi dọn bàn đi. Khoan đã. Vô lý. Trường học, chuyên ngành, chức danh đều khớp. Chỉ có một khả năng thôi. Tình yêu bí mật, không chịu công khai.
Hôm qua gặp được chị, cô chú vui lắm đúng không? Chuyện này nói ra thì dài lắm. Hôm qua chị chưa hề gặp ba mẹ của chị. Sao lại như vậy? Thì hôm qua kia chẳng phải là giáo sư Trang đó sao? Sao anh ấy lại ở đây hả? Em hiểu rồi. Chị vì giáo sư Trang cho nên mới nhận quảng cáo này đúng hay không? Sao mà cứ nâng người khác lên vậy em? Không thể là anh ấy đến đây để theo đuổi chị à? Cũng có thể ha. Tự tin lên đi, hoàn toàn khả thi mà. Giáo sư Trang. Tiểu Trang à, sao nghe cứ như tiếng con gái tôi thế nhỉ? Chị chân dài, hôm nay không cần mặc cái này. Bao nhiêu người thế này, không biết có phải quay phim không? Cũng không biết họ nghỉ ở đâu. Không ít tiền đâu. Tôi đếm xem nào. Tiểu Phương, nhìn giúp chị. Cô đứng bên cạnh giáo sư Trang đi chưa vậy? 1, 2. Chưa đâu chị, làm sao? Chuyện dài lắm. 4, 3600. Nhiều thế cơ à? Họ mở lại đây mấy ngày là lão ngu nhà tôi được đổi sofa mới rồi. Tiểu Trang, cậu không hổ là người mới 28 tuổi đã làm giáo sư nha. Tôi còn chưa đếm xong, cậu đã tính xong tiền luôn rồi. Đầu óc cậu đúng là tốt hơn chúng tôi. Gen này mà kết hợp với tiểu mỹ nhà mình thì lại hoàn hảo quá đi chứ. Tiểu Trang à, tôi đi hỏi nha. Cô muốn đến nhà hướng dẫn viên thì rẽ phải ở ngã rẽ phía trước đúng không ạ? Đến đây thì rẽ trái. Cậu vừa bảo hôm qua cậu đi rồi, không cần tôi dẫn đường mà, vẫn nhớ đúng không? Đường trong thôn hơi giống nhau, đi đến đây là cháu không nhớ rõ nữa. Không sao không sao, để tôi đưa cậu đi. Người trẻ tuổi các cậu toàn không nhớ đường thôi. Nào đi bên này. Đi. Được đó, tên đa dẻ này cũng có chút tác dụng đó chứ. Về nhà mà khó hơn vượt lũ. Không phải chứ, ngày thứ hai rồi, chị vẫn chưa về hay sao hả? Lâu không về quê xúc động quá mà, xúc động đó mà. Nào nào, nhìn cái đại thụ này đi. Đi lên trên nhé. Cô à, cháu biết đi thế nào rồi? Mới được mấy bước đã nhận ra rồi hay sao? Có chắc không? Đi tiếp lên trên sẽ gặp một vườn trà. Có cái nhà trắng chính là chỗ đó. Đúng đúng đúng, cậu nhớ rõ ghê. Thế mà vừa rồi còn, vừa rồi cảm ơn cô nha. Làm phiền cô quá à. Ừ, thôi đi đi. Non xanh nước biếc, đúng là đẹp quá. Hôm nay mình mới phát hiện ra. Vừa rồi có cơ hội tốt như vậy, sao mình không hỏi rõ luôn nhỉ? Cũng không biết tiểu Mỹ có quen cậu ấy không nữa. Đại Mỹ, mau đi mua cho mẹ hai cái ốc heo đi, nhanh lên. Thôi xong, đầu óc của mình phải nhanh tẩm bổ thôi. Đúng thiệt là. Giáo sư Trang. Sao vậy? Không cho tôi đi hả?
Không đúng. Rõ ràng là có 13 người. Nếu tính mỗi người 300 tệ, thế thì phải là 3.900. Tại sao lại thiếu 300 tệ nhỉ? Tiểu Trang, nhất định là dạo này nghiên cứu vất vả quá rồi, nên nhìn nhầm đó. Vất vả quá, chẳng dễ dàng gì. Hãy subscribe.